trời thứ hai Thánh Gioan, câu 1 đến câu 3. Lời chào, tôi là Kỳ Mục, kính gửi bà đã được Thiên Chúa tuyển chọn, và con cái bà là những người mà tôi thực sự quý mến. Không phải chỉ một mình tôi, mà là tất cả những ai đã biết sự thật cũng đều quý mến. Bởi vì sự thật ở lại trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta mãi mãi. Thiên Chúa là Cha và Đức Giêsu Kitô là Con Chúa Cha sẽ cho chúng ta được hưởng ân sủng, lòng thương xót và bình an trong sự thật và tình thương. Thứ hai Thánh Gioan, từ câu 4 đến câu 6, điều răn yêu thương. Tôi rất vui mừng vì đã gặp thấy trong số con cái của bà, những người sống trong sự thật, đúng như điều răn chúng ta đã nhận được từ Chúa Cha. Thưa bà, bây giờ tôi xin bà điều này. Đây không phải là một điều răn mới tôi viết ra, nhưng là điều răn chúng ta đã có từ lúc khởi đầu. Đó là, chúng ta phải yêu thương nhau. Yêu thương là sống theo các điều răn của Thiên Chúa. Như anh em đã được nghe từ lúc khởi đầu, điều răn này là anh em phải sống trong tình thương. Thứ hai Thánh Gioan, câu 7 đến câu 11. Những kẻ phản Kitô, vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm. Đó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô. Anh em phải coi chừng để khỏi đánh mất những gì anh em đã làm được, nhưng để lãnh đầy đủ phần thưởng. Phàm ai đi quá xa, không ở lại trong giáo huấn của Đức Kitô thì không có Thiên Chúa, còn ai ở lại trong giáo huấn thì người ấy có Chúa Cha và Chúa Con. Nếu ai đến với anh em mà không đem theo giáo huấn ấy, anh em đừng đón vào nhà và cũng đừng chào hỏi người ấy. Quả thật, ai chào hỏi là cộng tác vào những việc xấu xa của người ấy. Thứ hai Thánh Gioan, từ câu 12 đến câu 13. Kết luận, tôi còn có nhiều điều phải viết cho anh em. Tôi không muốn dùng giấy mực, nhưng tôi hy vọng có thể đến với anh em và nói chuyện trực tiếp để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Các con của người chị em bà, người chị em đã được Thiên Chúa tuyển chọn, gửi lời kính chào bà.